kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ cùng đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện nước này thăm chính thức Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia 28 tháng 6 năm 1951, 28 tháng 6 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương gửi lãng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ, Chủ tịch Thượng viện Say Chum. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương gửi thư chúc mừng tới Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Prak Sokhon. Vào chiều ngày 28 tháng 6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những kết quả và nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời cũng đề nghị Chủ tịch nước chia sẻ nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, nhất là về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và kỷ luật kỷ cương công vụ. Một số cán bộ yếu kém, tha hóa, biến chất, dẫn đến sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau mỗi một cái vụ việc thì đều có cái chỉ đạo rà soát lại để bịt những cái lỗ hổng về cơ chế, để đó là cán bộ công chức không có điều kiện lợi dụng những cái lỗ hổng của pháp luật đó để đó là trục lợi cho mình. Trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo cũng đã đặt vấn đề đó là phải xử lý ngay cả đối với những cơ quan có trách nhiệm xây dựng pháp luật nhưng mà làm pháp luật đó là nó không chặt chẽ, nó dẫn tới những cái cách hiểu khác nhau mà người ta lợi dụng vào đó người ta trục lợi thì cũng xem xét để xử lý nữa mà. Với lợi thế của công nghệ truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội hiện nay, thông tin xấu độc thù địch liên tục được các đối tượng chống phá lợi dụng để xuyên tạc. Trên mạng thì có thể là bày tỏ cảm xúc cá nhân, phê bình hay là khen chê, cái đó nó thuộc về quyền đó là tự do, dân chủ, cảm nhận của từng người. Nhưng mà khi nói ông A, ông B, ông C là lợi ích nhóm, là tham nhũng, là cái này kia thì anh buộc tội người ta rồi, thì anh phải có chứng cứ. Còn nếu không thì thông tin đó là thông tin trở thành là thông tin xuyên tạc. Các nước người ta xử rất nghiêm. Việc sản xuất kinh doanh tiêu thụ của ngành điện là có những cái dấu hiệu thua lỗ kéo dài. Cái việc này á, nếu mà để cho bộ chủ quản để thanh kiểm tra ngành điện thì nó không thật khách quan. Trước mắt thì Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương thanh tra. Nhưng mà các cô các bác cũng đừng có lo lắng là sợ giao cho ông Bộ Công Thương rồi ông nội bộ, ông thanh tra, ông không có khách quan, ông xử lý không đầy đủ, ông bỏ qua. Tôi khẳng định với các cô các bác là không có chuyện đó đâu. Ông mà làm không nghiêm túc á, thì ông lại sẽ tiếp tục bị kiểm tra thanh tra nữa. Các cô các bác băn khoăn thì tôi thấy là nó cũng hợp lý, chính đáng và tôi cũng trao đổi lại để cho các cô các bác an tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào chiều ngày 27 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước, đã trao đổi và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, bao gồm giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam
và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đồng chí Vương Hộ Ninh. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông. Hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, chiến lược, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, mở rộng hợp tác giữa các địa phương, tổ chức tốt các hoạt động, gặp gỡ hữu nghị, giao lưu nhân dân, liên hoan thanh niên, diễn đàn nhân dân, thúc đẩy hợp tác du lịch, sớm khôi phục lại những thời điểm trước dịch COVID-19. Thủ tướng đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy hiệu quả nhất vai trò của tổ chức mặt trận, chính hiệp trong đời sống chính trị mỗi nước, nghiên cứu tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa hai bên và giữa các địa phương có chung đường biên giới. Đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng quan trọng của nhau, chia sẻ lợi ích chung rộng rãi. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển. Đồng chí Vương Hộ Ninh nhấn mạnh, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc luôn ủng hộ tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa địa phương. Sẵn sàng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị Trung Quốc Việt Nam. Trong sáng ngày 28 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đã ủng hộ giúp đỡ Việt Nam do Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc dẫn đầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi được gặp mặt, được nghe các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc chia sẻ về những câu chuyện tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam. Thủ tướng nhắc lại Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập vào năm 1930 tại Trung Quốc. Nhiều ngôi trường ở Trung Quốc đã đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Năm 1968, khi Việt Nam đang trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến cứu nước, Trung Quốc đã thành lập bệnh viện giúp điều trị cho các thương bệnh binh Việt Nam. Thủ tướng nhắc lại câu thơ về tình hữu nghị giữa hai đất nước, trăm ơn, trăm nghĩa, vạn tình, tinh thần hữu nghị, quang vinh muôn đời, khẳng định tình hữu nghị ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thủ tướng mong muốn các nhân sĩ tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, tiếp tục cống hiến, vun đắp cho tình hữu nghị ấy, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Cũng trong khuôn khổ thăm chính thức Trung Quốc vào sáng ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham gia của hơn 400 tập đoàn doanh nghiệp lớn của hai nước. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung. Đại diện các doanh nghiệp tập đoàn đang đầu tư tại Việt Nam đánh giá Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng và sức sống, có môi trường đầu tư kinh doanh rất tốt, giữ vững ổn định chính trị, có quan hệ quốc tế tốt đẹp với các nước trên thế giới, có lực lượng dân số trẻ, cần cù, chịu khó. Việt Nam cũng liên tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao. Đây là những yếu tố then chốt để các doanh nghiệp Trung Quốc quyết định đầu tư lớn lâu dài tại Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì tăng trưởng. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Phó Thủ tướng cho biết Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu gạo và các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam, cùng Việt Nam phát triển các chuỗi cung ứng và sẽ khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc có thực lực và công nghệ cao đầu tư tại Việt Nam. Sau khi chia sẻ một số thành tựu kinh tế xã hội, những yếu tố nền tảng và định hướng mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều dư địa để lập những kỷ lục mới về thương mại song phương. Thủ tướng đề nghị cần ra soát có cơ chế chính sách cụ thể, khuyến khích, thúc đẩy mạnh mẽ thương mại hai nước theo hướng cân bằng hơn, nhất là nhập khẩu nông sản từ Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy thương mại biên giới, nghiên cứu hình thành các khu thương mại biên giới phù hợp. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng để giảm chi phí logistics, tạo môi trường ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, phản ứng chính sách kịp thời với các vấn đề phát sinh, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, lấy công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị, cung ứng toàn cầu, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Đặc biệt, Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc tham gia đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược,
như đường sắt, đường bộ cao tốc, khuyến khích hình thức hợp tác công tư. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam nỗ lực bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tinh thần là đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện và phải có hiệu quả cụ thể. Điều này chính là cụ thể hóa các thỏa thuận chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch, Tổng Giám đốc nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc gồm Tập đoàn Texhong, Tập đoàn GoTech, Tập đoàn Runergy, Tập đoàn Energy China, Tập đoàn TCL, Tập đoàn Thiên Năng và Tập đoàn Trường Thành. Đây là những tập đoàn đã đầu tư nhiều tỷ đô la Mỹ và có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và những tiềm năng phát triển của Việt Nam, cho biết đang sản xuất kinh doanh hiệu quả và sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên một số lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, bến cảng thủy nội địa, sản xuất ô tô điện, phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các tập đoàn đã tin tưởng chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tư và tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã và đang có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Vào chiều ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm khu mới Hùng An, tỉnh Bắc Hà. Đây là khu kinh tế mới thí điểm cấp quốc gia về đổi mới và phát triển nền kinh tế số, thành phố xanh, thông minh của Trung Quốc được Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn để kiến tạo thành phố của tương lai. Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm khu mới Hùng An. Tháp Tùng Thủ tướng đi khảo sát nhiều địa điểm như là nhà điều hành, nhà ga đường sắt cao tốc, trung tâm thương mại và trao đổi về kinh nghiệm quy hoạch xây dựng. Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Nghe Nhạc Phong cho biết, khu mới Hùng An được xây dựng mới hoàn toàn từ năm 2017, có diện tích gần 1.800 km2. Cơ sở hạ tầng của khu đã và đang được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong việc xây dựng khu mới Hùng An, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi được đến thăm nơi đây, bày tỏ ấn tượng về việc khai thác tốt tối đa nguồn lực lòng đất để phát triển hạ tầng cũng như là việc xanh hóa khu mới Hùng An, cho rằng đây là mô hình mà Việt Nam cần tham khảo, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng phát triển đất nước. Và chuyến thăm khảo sát khu mới Hùng An cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân. Vào tối ngày 28 tháng 6, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước kết thúc thành công tốt đẹp chuyến công tác. Xin được quay trở lại với những thông tin trong nước. Vào sáng ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Kandinas cùng đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện nước này thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón trọng thể, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sĩ. Cảm ơn Thụy Sĩ đã dành cho Việt Nam 600 triệu đô la Mỹ ODA trong giai đoạn 1991-2021 và hỗ trợ Việt Nam nguồn lực trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác trên kênh đảng, nhà nước và giao lưu nhân dân. Cho biết Việt Nam đang thay đổi chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên ngành có công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Và điều này rất phù hợp với các doanh nghiệp của Thụy Sĩ. Nhấn mạnh câu nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi nhanh về đích thì phải đi cùng nhau. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ sớm đàm phán, tiến tới ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam khối mậu dịch tự do châu Âu. Nhất trí hai cơ quan nghị viện cần tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, kiến tạo thể chế cho phát triển. Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Martin Kandinas bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh Thụy Sĩ hoan nghênh cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Thụy Sĩ luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược phát triển ở khu vực, mong muốn sẽ hoàn thành việc ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam khối mậu dịch tự do châu Âu ngay trong năm sau. Trong phần tiếp theo của bản tin, trước thông tin nghi lọt đề thi môn ngữ văn và môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an đã vào cuộc xác minh.
Với sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình thời hiện đại đang ngày càng một xa cách hơn. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đã tăng trở lại, ước đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vốn giải ngân tăng nhưng vốn đăng ký vẫn đang trong xu hướng giảm. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký ước đạt là 13,43 tỷ đô la Mỹ, bằng 95,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy giảm khoảng 4,3% so với cùng kỳ, nhưng mức giảm đã thấp hơn so với các tháng trước. Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các địa phương có nhiều lợi thế về cơ sở hạ tầng và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh và Đồng Nai. Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3 trong một thời gian kỷ lục sớm hơn 6 tháng so với yêu cầu đề ra. Đây là nhà của chị Nguyễn Ngọc Hà, ngụ tại ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà của chị nằm trong diện giải tỏa trắng của dự án đường vành đai 3 và hiện đang được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án. Mình đã gắn bó nơi này rồi, giờ đi thì cũng cảm giác buồn. Cũng hy vọng là cái đoạn đường này sớm hoàn thành, đạt chất lượng, để cho người dân chúng tôi là được người thừa hưởng. Chúng tôi cũng mong được ngày nào đó được đi trên con đường mà mình đã phải là giải tỏa trắng. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, có kế hoạch, ngay trước ngày khởi công dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hóc Môn đã bàn giao đất đạt tỷ lệ 97%. Sau 10 ngày, Hóc Môn đã hoàn thành luôn phần còn lại với tổng diện tích được bàn giao là 98,89 ha, 332 trên 332 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng. Để đạt được cái kết quả trên đấy, thì huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ cho hộ dân trong công tác thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, đo vẽ hiện trạng nhà đất, cấp giấy chứng nhận chuyển mục đích sử dụng đất cho dân để giúp hộ dân là xây dựng nhà cửa là sớm ổn định cuộc sống. Ngoài việc cả hệ thống chính trị vào cuộc, việc vận động tuyên truyền được chọn mặt cử vàng cho những người có uy tín, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Dân của mình có nhiều người ta không hiểu, cho nên người ta còn giữ những cái một số cái giấy tờ lại, người ta đâu có biết được cái quyền lợi đó. Rồi cái mình kêu người ta đem ra là trình lại thì địa phương người ta sẽ hỗ trợ lại cái công tác mà hồ sơ pháp lý cho dân. Đó. Nên là nói chung là mọi người dân cũng an tâm lắm. Như vậy, tính đến nay, huyện Hóc Môn là địa phương đầu tiên trong số 4 địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh bàn giao 100% mặt bằng cho đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban chỉ huy dự án thành phần 2 dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đến chiều ngày 27 tháng 6, công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn thành phố đạt hơn 89%, trong đó huyện Bình Chánh đạt gần 95%, huyện Củ Chi gần 89%, thành phố Thủ Đức gần 74%. Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã kết thúc, tuy nhiên thì trong cả buổi sáng và buổi chiều đều xuất hiện thông tin nghi lọt đề thi môn ngữ văn và môn toán ra ngoài. Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an đã vào cuộc xác minh. Ảnh chụp đề thi môn ngữ văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8 giờ sáng nay, tức là khoảng nửa tiếng sau khi bắt đầu tính giờ làm bài. Còn buổi chiều, thông tin nghi đề toán lọt ra ngoài khi thí sinh làm bài được khoảng 1 tiếng. Bộ Giáo dục Đào tạo đã chuyển thông tin cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Với trường hợp mang điện thoại vào phòng thi và chụp ảnh đề, thí sinh sẽ bị hủy kết quả bài thi, không được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện, thông tin lọt đề thi không ảnh hưởng đến kỳ thi. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa gian lận trong thi cử. Tăng cường nhắc nhở cho các thí sinh lưu ý không mang điện thoại hay là các cái thiết bị không được phép vào phòng thi, cũng như là các cái công việc hỗ trợ cho học sinh sinh hoạt, đi lại, cũng mong là các cái tỉnh thành phố là tiếp tục tăng cường cái lưu ý trong các cái công tác đó để tất cả các cái khâu cho kỳ thi từ khâu đầu cho đến khâu cuối được tốt nhất. Ngày thi hôm nay có 14 thí sinh vi phạm quy chế.
hoàn thành môn ngữ văn và toán. Nhiều thí sinh cho rằng đề bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng. Hôm nay em thấy đề có mức độ phân hóa khá là cao ạ. Cứ cảm thấy làm hết mình thôi, cảm thấy mình làm tốt hết sức có thể. Cái phần nghị luận xã hội thì cũng tương đối dễ với những bạn nào mà có thể nắm bắt được những kỹ năng giống như làm bài, trình bày thì có thể phần nghị luận xã hội các bạn có thể đạt được điểm gần như tối đa. Trên cả nước, các hội đồng thi đều tập trung mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Hỗ trợ phương tiện đi lại, nơi ăn ở, nước uống và cả những món quà nhỏ. Tại Nghệ An, 3 thí sinh bị gãy tay. Mỗi em được bố trí phòng thi riêng, có giám thị, camera giám sát việc chép bài hộ thí sinh. Theo Tổng cục Thống kê, hiện Việt Nam có gần 900.000 người thất nghiệp, thiếu việc làm, giảm thu nhập ở một số lĩnh vực như là dệt may, da giày, điện tử. Nhằm tạo cơ hội cho những người mất việc làm, vào sáng ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã tổ chức diễn đàn việc làm số cho công nhân. Chương trình sẽ đào tạo kỹ năng số trực tuyến miễn phí trong khoảng từ 3 đến 9 tháng cho người tham gia với các công việc đơn giản như là kiểm thử phần mềm hay là viết mã phần mềm ở trình độ đơn giản. Bước đầu khoảng 300 công nhân đã được lựa chọn đào tạo. Sau khóa học, dự kiến khoảng 50% công nhân có ngay việc làm. Diễn đàn này góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển dịch của thị trường lao động trong thời đại công nghiệp 4.0 hướng tới các nghề, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Thưa quý vị, không biết là đã bao giờ quý vị tự hỏi mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình mình hiện đang ở mức độ nào? Gắn kết, bền chặt hay là lỏng lẻo? Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các thành viên trong gia đình giờ đã có nhiều cách để kết nối với nhau. Và theo quý vị thì liên kết của gia đình có nên phụ thuộc vào công nghệ hay không? Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, xin mời quý vị cùng theo dõi các câu chuyện dưới đây để xem liệu có câu chuyện nào mang hình ảnh của gia đình quý vị trong đó hay không nhé. Các con ơi, xuống ăn cơm. Hình ảnh này giờ đã trở nên khá phổ biến trong các gia đình trẻ. Mỗi người mỗi phòng, mỗi người mỗi công việc riêng và giao lưu qua màn hình điện thoại. Nhiều khi mình lú trong bếp quay ra thì không thấy ai thì buồn. Tại vì ngày xưa mình nhớ là mẹ nấu bếp thì mình hay quanh quẩn xung quanh mẹ. Nhưng mà thời đại này thì cũng khác rồi. Mỗi người mỗi công việc, mỗi người mỗi phòng, cho nên là mình cũng hay sử dụng những cái group chat để liên lạc và thuận tiện trong việc gọi mọi người. Nhịp sống hiện đại cuốn con người ta vào một guồng quay công nghiệp nhanh và gấp gáp đến lạnh lùng. Mọi giao tiếp đều diễn ra nhờ công nghệ thông tin, qua tin nhắn, email, mạng xã hội. Cảm xúc cũng thể hiện bằng các icon tim, cười, giận dữ, một cách đơn giản và vô cảm. Mối quan tâm cũng nhờ công nghệ hỗ trợ. Mẹ ơi, công ty con ấy có một cái lịch đào tạo nó trùng với lại ngày giỗ của ông ngoại, cho nên là con không có về được. Con chuyển một ít tiền để quốc giỗ nha mẹ. Con tiếc quá. Ngày lát ngày nó vui mà họp mặt mà con không về được à? Dạ vâng, con bận quá cho nên là để hôm khác con rảnh hơn thì con sẽ về nha mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Con chào mẹ. Mình biết là cái sự quan tâm của mình ấy nó không có thể hiện qua cái việc là mình biếu bố mẹ bao nhiêu tiền hay là cái việc mà mình gặp bố mẹ trực tiếp qua điện thoại, thì làm sao mà bằng được một cái bữa cơm gia đình ngồi quây quần. Mình cũng cảm thấy khá là buồn nhưng mà biết làm sao được bởi vì công việc, cho nên là mình cũng đã chủ động lắp mạng để có thể gọi video call trực tiếp với bố mẹ. Tôi có 2 đứa con, chúng nó đi làm rất xa, nó chỉ toàn gọi điện thoại về nhà thôi. Mong lắm ý, thì một năm chúng nó chỉ về 1-2 lần. Thế và hiếm khi là cả nhà được ở bên nhau. Vì vậy cho nên là tôi phải đi tìm niềm vui bên các bạn già. Đây là ảnh gia đình nhà tôi đây. Rất là hiếm khi gặp nhau đây. Đây là thằng lớn của nhà tôi này. Đây là thằng thứ hai này, thỉnh thoảng về mới gặp nhau. Đấy, còn đây là các cháu. Công nghệ hiện đại đôi khi cũng chưa hẳn là tốt đúng không ạ? Tình cảm gia đình thật khó để chuyển qua màn hình máy tính hay điện thoại. Nó là sự ấm áp giữa con người với con người. Hãy buông điện thoại, gấp máy tính lại và về nhà ăn cơm một bữa cùng với cha mẹ hoặc cùng vào bếp với vợ con. Bởi vì gia đình có gắn kết thì chúng ta mới hạnh phúc và có đủ sức mạnh để xây dựng sự nghiệp của bản thân và tạo nền tảng vững chắc.
Vâng, quả thật là những bữa cơm gia đình luôn là không gian để chia sẻ và kết nối yêu thương giữa các thành viên, các thế hệ trong một gia đình Việt Nam. Ngày nay thì với nhịp sống bận rộn, những bữa cơm gia đình hàng ngày càng trở nên quý giá hơn và ý nghĩa. Với những gia đình đa văn hóa, bữa cơm giúp những nàng dâu, chàng rể người nước ngoài hiểu thêm về những giá trị truyền thống và gắn bó hơn với mảnh đất hình chữ S, nơi mà họ coi là quê hương thứ hai của mình. Cứ mỗi cuối tuần, chị Eco và mẹ chồng người Việt lại cùng nhau đi chợ và nấu những món ăn ngon. Đây vừa là sở thích của hai mẹ con, vừa là một hoạt động không thể thiếu trong gia đình chị. Tôi thích nhất những lúc được nấu ăn cùng mẹ. Mặc dù tôi chưa nói được tiếng Việt nhiều, nhưng mẹ vẫn cố gắng chỉ dạy cho tôi mọi việc. Con mời mẹ ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm đi các con. Dạ. Sống tại Việt Nam được 7 năm, nhưng chỉ từ khi kết hôn, chị Eco mới có thể cảm nhận rõ nhất không khí đầm ấm trong bữa cơm gia đình Việt. Đặc biệt, từ một người Nhật chỉ ăn nước tương, giờ đây chị đã có thể ăn mắm tôm, nước mắm cùng với một số loại rau thơm đặc trưng trong từng món ăn Việt. Điều quan trọng là tôi cảm nhận được không khí vui vẻ, đầm ấm mỗi khi ăn cơm với gia đình Việt của mình. Điều mà tôi ít thấy tại Nhật Bản vì người Nhật Bản thường không hay nói chuyện trong lúc ăn cơm. Phải mất một thời gian, tôi mới quen với văn hóa ăn uống này và tôi cảm thấy rất thoải mái. Lúc nào mà tôi cũng chỉ muốn là các con về cuối tuần để cho mẹ trổ tay nấu nướng, cả nhà ăn uống chuyện trò vui vẻ. Là tôi cứ mong là cuối tuần là các con về như thế là thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Còn đối với một người Pháp lấy vợ ở Việt và chọn Việt Nam là nơi sinh sống, như ông Jean-Louis Vallat, sự đa dạng và cách kết hợp trong các món ăn Việt Nam lại là điều khiến ông thích thú nhất. Với ông, bữa cơm gia đình vẫn giữ nguyên giá trị tinh thần và là một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Cả ngày hai vợ chồng thì bận rộn, bữa tối về là cũng nấu các cái món Việt Nam truyền thống cho anh ăn, bởi vì là anh cũng rất là thích các món truyền thống của Việt Nam. Tôi học được sự quan tâm, sẻ chia trong bữa cơm gia đình Việt. Ví dụ như mỗi khi chúng tôi về thăm mẹ vợ, mẹ thường làm những món ăn chúng tôi thích và mọi người cùng ngồi ăn chung với nhau rất vui. Bà nói với tôi, những món này phải ăn khi họp gia đình thì mới có ý nghĩa. Dù là trong gia đình đa văn hóa hay gia đình Việt Nam, một bữa cơm ngon cũng vẫn chính là sự dây kết nối các thành viên trong gia đình với nhau. Phương, hình ảnh về những bữa cơm đầm ấm gia đình đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.